Ồ ơi em đang buồn ai lắm phải không? Má sáng ngồi góng chó mơ phải má hồng. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi. Người ta mong thấy em cười. Vòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng vòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù cho ai cười khinh khán giả thương mình thì con sân khấu lung linh. Quá tuyệt vời, hay thật đấy. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua với anh em hiệp sĩ Bình Dương, một ngày về tìm và nó rất nhiều các bé gái, trai và gái, đặc biệt là rất nhiều em gái bỏ chồng, bỏ gia đình để đi gọi là tìm những gọi là hạnh phúc mới. Nhưng mà hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay cái câu chuyện đó gọi là bỏ qua hàng bên. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục lập kỷ lục và là đây một phi vụ, một em gái này phải nói là hôm nay về đây báo tin. Đó, một cái tin và là rất hot. Để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm. Đây là một câu chuyện rất là vô cùng phức tạp. Đó. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Dạ. Em gái cho anh hỏi em họ tên là gì? Dạ, Võ Thị Kiều mà. Dạ. Lớn tiếng Kiều ha. Dạ. Xinh gái ha. Là Kiều nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi? Dạ. Ồ. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đấy? Dạ kiếm người yêu. Kiếm người yêu? Dạ kiếm người yêu luôn. Em trước giờ em đang làm công việc gì Kiều? Dạ em làm công ty. Công ty ha. Dạ. Em làm công ty ở đâu? Dạ em làm công ty ở Củ Chi. Củ Chi luôn? Dạ. Ổn định không em? Dạ cũng ổn định anh. Em làm lâu chưa? Dạ em làm cũng được 2 năm mấy. 2 năm mấy? Dạ. Ồ. Lương tháng thu nhập em giờ ổn không? Dạ cũng ổn. Khoảng nhiều? Dạ lương tháng nếu mà tăng ca thì cũng được 8 triệu. Ừ. Ngon rồi. Dạ. Tiền này em đang giữ là vốn hay là đưa cho mẹ? Dạ đưa mẹ em. Đưa mẹ? Dạ. Thôi mẹ giữ cũng được. Dạ. Hiện nay là em đi làm là chủ nhật có đi không? Dạ không. Ngày thường một tuần là làm việc mấy buổi? Dạ 7 ngày. 7 ngày, chủ nhật là nghỉ? Dạ. Nghỉ em làm gì? Dạ nghỉ em ở nhà không à? Nhà chơi? Dạ. Bấm điện thoại? Dạ. Anh hỏi em này, em tuổi đây rất trẻ, xinh gái, trắng trẻo dễ thương đúng không? Dạ. Mà sao từ trước thì em quen mấy người rồi? Quen là em quen với anh nào chưa? Dạ nói thiệt là hồi trước giờ em cũng có quen một người mà người đó thấy cũng không được nên chia tay. Lý do không được? Lý do sao? Dạ thấy cũng lợi dụng kiểu trai gái nên em không thích. Ồ, nhưng đã làm gì em chưa mà em lại phải sợ lợi dụng? Làm gì chưa? Dạ cũng cầm tay một chân không? Có không? Dạ. Nắm tay ha. Thế em thấy vậy em sợ quá. Dạ. Vậy là Kiều có mối tình nào thực thụ đến lâu lâu chưa? Dạ chưa. Chưa. Vậy là mình chưa có gì gọi là sâu sắc đúng không? Dạ. Quen là mới quen có một người. Dạ đúng rồi. Nhưng mà quen sơ sơ chứ đã gọi là người yêu chưa? Dạ chưa. Ồ. Vậy là vậy mà là thì là còn em còn chưa ai đụng vào em còn. Dạ. Còn ngon. Dạ. Ồ. Chưa bắt em. Ồ chưa em. Thiệt luôn. Dạ. Em có nói thật không đấy? Dạ thiệt. Ồ vậy hả? Đó chúc mừng em. Một cô gái đến thời buổi giờ mà 23 tuổi vẫn còn gọi là còn zin. Nói như thế thì cho nó nói thật như thế thì cho nó rõ ràng ha. Nhưng em phải nói thật nha. Dạ. Em nói dốc còn em ai mà ví dụ như mà một người nào đó mà anh tìm hiểu hoặc anh kết nối cho em ấy mà người ta tìm hiểu mà đến khi mà đến với em thực thụ. Dạ. Mà thành vợ thành chồng mà người ta nói là anh hoặc em đánh lừa người ta. Dạ. Là em phải bằng một cái hình thức là anh sẽ phạt em đó. Dạ. Nhá. Đừng để cho người khác thất vọng. Nhá. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các anh trai hoặc là các bạn trẻ còn đang xem video này nhá. Dạ. Ừ, rồi anh hy vọng là hôm nay kết nối sẽ thành công nhá. Dạ. Rồi Kiều có cho anh hỏi này, Kiều ước nguyện hoặc từ trước giờ em có ý định quen một người đàn ông như thế nào cho phù hợp? Dạ thì cũng không đẹp cũng được mà không đẹp cũng được. Dạ bằng anh được không? Cũng được. Không được hay không? Cũng được. Không được hay không được như anh thì được không? Dạ được. Ngon không? Không. Sao anh xong không? Tại sao ngon?
anh quá. Ốm mà dạ. Ốm nhưng mà anh có cái ốm nhưng mà anh không ốm được chưa? Có cái anh ốm nhưng có cái anh không ốm nha, đúng không? Dạ. Ô, đừng che bé mà sầu, trời đất quỷ thần ơi, anh ốm là người ốm thôi được không, nhưng mà anh vẫn yêu em là được. Dạ. Đúng chưa? Và bây giờ này, em muốn tìm một người bạn trai tính tình sao? Chân thành là được. Chân thành. Dạ. Gì nữa? Nhậu nhẹt không? Không, em thích nhậu. Bài bạc không? Không luôn. Thích đi em út không? Không luôn. Không luôn. Thế vậy em thích một người, em thích một người cái mẫu người như thế nào, em tả thử anh nhỉ? Ví dụ biết lo cho gia đình. Kiếm một người đánh vợ không? Không, em thích vũ phu. Kiếm một người ra trưởng đi. Không luôn, em cũng thích luôn. Rồi, thế em kiếm một người nào em nói nhỉ? Kiếm một người mẹ ánh sao thương em là được. Thương thì bây giờ là nhiều người thương, nhưng quan trọng là ta thương tới đâu. Nhưng bây giờ thì cái tính của em là em có lóng tính không? Dạ không, em hiền lắm. Hiền lắm mà dạ. Nhưng em có ghim những từ ngữ hoặc những lời nói mà lâu không? Dạ không. Xong bỏ qua luôn. Xong em bỏ. Bỏ là mình ngủ luôn. Dạ. Mai quên luôn không? Dạ quên. Em thường giận mẹ hoặc giận gia đình hoặc giận ai đó hoặc giận các bạn, giận lâu không? Dạ không. Cỡ 2-3 ngày là nói chuyện lại rồi. Tức em nói chuyện hay là mọi người hay là em phải chờ? Không, em tự nói chuyện với tao. Tự nói chuyện. Dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em là bây giờ là chạc tuổi bao nhiêu? Dạ, cỡ kiểu sinh năm mấy, ngày mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Em sinh 28 tháng 12, 2003. 2003? Dạ. Ồ, vậy mới 20 tuổi. 2003 đúng không? 20. Đúng chưa? 20 là 2 là bao nhiêu? Sinh năm mấy? Anh hỏi em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em năm 23. À, 23. 23 là em sinh năm 2000. 2000. 2K. Gọi là cô gái 2K đi tìm chồng. Đó, nhưng mà chồng chưa thấy. Đúng chưa? Nhưng mà nhiều người khác có thể đang xem. Đúng không? Nhưng mà tại sao em quen trên mạng hoặc em tìm hiểu bạn bè em ngày trước học chung, bạn chung hay cùng lớp hay cùng khối hay cùng quê hay là gần nhà, mà hôm nay em tuổi trẻ, những người kết nối yêu thương này, đúng chưa? Thường là những cô hoặc những chị lớn tuổi. Mà đây đặc biệt là một cô gái rất tin 2K luôn, chưa có mối tình nào bắt vai, mà hôm nay về nhờ anh em để xin bình dương, hay là các em hay là em gái tin tưởng các anh ở đây? Dạ đúng rồi. Tin ha? Dạ. Em muốn một người đàn ông khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 30 cũng được. Từ bao nhiêu đến bao nhiêu? 30 dễ xuống. Thì bằng anh được không? Dạ đúng. Anh 35 này. Sao cũng được anh. Không. Anh 35 cũng được. Ừ. Nhưng mà anh 35 thì nhưng mà được không? Tóc bạc gọi là hơi yếu. Dạ em đã được. Được không? Ok đúng không? Có nghĩa là bây giờ anh hỏi lại em này, Kiều này. Cái chặng người tuổi đàn ông á, để bây giờ muốn đến với em thực thụ, mà người ta muốn thương yêu em á, mà em mong muốn là người đàn ông từ 20 đến 40 hay là từ 20 đến 50? Bao nhiêu tuổi? Dạ 20 đến 40. 20 đến 40 ha? Dạ. Nhỏ quá không được ha? Dạ. Lớn quá thì cũng không được ha? Rồi, em có cần người ta phải có nhà hay có tài sản hay có gì không? Không cần, miễn sao hai đứa tự lo cho mình, đi làm thì hai đứa cũng tự lo được là được rồi. Ừ, tự lo được ha. Dạ. Bây giờ em có vốn riêng nhiều chưa? Dạ, chưa. Nên là mày là sống chung, là mình xác định là mua, tập trung mua nhà. Dạ. Đúng chưa? Gây dựng lên, gọi là một túp lều tranh và hai trái, gọi là hai quả tim vàng đi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Ừ. Vậy là bây giờ anh hỏi thật, bây giờ em, người ta 30-40 tuổi người ta chưa muốn lấy chồng, mà em hắn nhỏ tuổi mà sao mình muốn lấy chồng sớm chứ? Em muốn lập gia đình sớm đặng làm ăn với người ta có dư á anh. À, nhưng mà lấy cái người đúng ông chồng mà ông phá vai thì sao? Ông là lương hết của em nào? Vậy không lấy. Không lấy. Nhưng mà lỡ lấy rồi. Lấy cũng bỏ. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Em rất quyết đoán ha. Dạ. Anh Thắng, anh rất thích những người phụ nữ giống như em. Anh hy vọng là sau này trong cái video này thì có rất nhiều các bạn trẻ hoặc các anh trai, đúng không? Tìm đến em. Dạ. Ừ. Tìm đến em này qua đội hiệp sĩ Nguyễn Hiểm Dương, chứ không phải tìm đến em mà qua xuân thuật của em. Dạ. Ừ. Yeah. Thế vì vậy cho nên là nếu như các cô chú anh chị ai muốn gọi là kết nối yêu đương, tình duyên gì đó, bạn bè nam nữ muốn đến với nhau,
mà muốn tin tưởng thì phải đến đây nhờ anh em điều trị Bình Dương, các anh em sẽ tìm hiểu người đàn ông đó là ai, hoặc người phụ nữ là ai, công việc ổn định làm sao, hoặc trước đây người ta như thế nào, thì anh em mới dám kết nối. Bởi sao? Cái cuộc kết nối này thành công hay thất bại, mà sống được với nhau lâu hay không, là do những người làm mai mối và do những người kết duyên. Có nghĩa rằng mình phải tìm hiểu thực thụ, đến nhà tìm hiểu bà con, chứ không thể là cho số điện thoại để cho hai người kết nối với nhau. Thì nay mai em, một là em, hai là ví dụ như là một người là ngày nào đó là chồng em, hai người không hạnh phúc với nhau thì là trách các anh nhất một tiếng, đúng chưa? Rồi, hy vọng là các cô chú anh chị ai muốn cần tìm lại một nửa yêu đương của mình thì nếu tin tưởng đồ hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương đó, dù ở đâu đó cứ đến đây anh em giúp miễn phí và tận tình đó, anh em nhiệt tình chu đáo. Hy vọng là tất cả các cuộc kết nối sẽ thành công và tốt đẹp đó. À, vậy là mục đích chính của em là em muốn kiếm một người đàn ông từ 20 đến 40. Dạ. Nghề nghiệp thì theo em cần những người đàn ông có nghề nghiệp gì, phù hợp gì? Làm công ty cũng được anh. Công ty được, miễn sao là miễn sao chịu khó. Dạ. Thương yêu vợ con. Em có thích nuôi chó mèo hay là chim chóc gì không? Dạ không. Không. Vậy là những người đàn ông mà đến với em thì ví dụ người ta thích chơi những thú cưng như vậy, em có đồng ý không? Ta thích là được. Người ta thích thì được. Dạ. Nhưng mà em có đồng ý không? Có hài lòng không? Hay là em lừa lừa em bóp cổ? Dạ. Dạ có. Con em vẫn hài lòng. Dạ. Chiều theo ý những người. Dạ. Những người sống bên mình, những người yêu thương mình, đúng không? Kiểu vậy là từ trước là mình chưa yêu ai. Dạ. Tội dữ mà. Biết không anh? Em có biết hiện nay em sở trường, sở thích của em là những thích gì? Em thì ít đi chơi lắm mà em thích ở nhà không à? Em thích nghe nhạc không? Dạ có. Thích đọc sách không? Dạ không. Không, thích nghe nhạc. Dạ. Em thường nghe nhạc gì? Nhạc trẻ. Nhạc trẻ. Dạ. Về cái gì? Không? Em biết hát, em hát thử anh một khúc không? Em hát đi. Bình thường không? Không, mình cứ tự tin, tự nhiên, coi như không ai. Các cô chú anh chị đang xem nhưng mà mọi người là cứ em cứ cho là không qua. Hai anh em mình. Ok chưa? Rồi mời em hát một bài gì yêu thích nhất mà vui nhất. Rồi, em cứ thoải mái đi. Không sao cả. Tự tin ấy, bình thường quá, có gì đâu. Em muốn hát bài gì cũng được. Ngại hát. Có gì ngại? Anh cho em 30 giây. Em cho em 30 giây em hát thoải mái. Không có sao hết. Không ai cười em nha. Bình thường. Hát đi. Em hát bài gì nào? Tự tin em mới lấy chồng chứ. Một cô gái muốn lấy chồng phải tự tin. Bản lĩnh. Đó. Hát đi. Bình thường đấy. Không có gì cả. Không ai cười em hết á. Đúng chưa? Hát hay em dở là do từng người. Đúng chưa? Không ai muốn mình hát dở. Hát đúng chưa? Hát tặng cô chú anh chị khán giả bài đi em. Em cứ hát đi. Có nhiều ví dụ nhiều anh trai ở trên này hoặc là nhiều bạn trẻ trong này mà cùng gu em nha, cùng sở thích với em thì đến với em thì lại ok. Sở thích em là âm nhạc, đúng không? Hoặc thích hát, rồi em hát đi. Em hát trước hết là tặng anh em hiệp sĩ Bình Dương, sau đó tặng tất cả cô chú anh chị đang xem video này. Anh bắt nhịp em nhé. Ừ. Rồi. Anh đếm 5 câu này em bắt đầu hát. Bài gì tùy em. Em muốn hát bài gì? Bài trữ tình cũng được. Bài về yêu đương đi. Được không? Trữ tình đi. Có thuộc bài nào của Giác không? Em hát bài Hồng Dũng. Cũng được, hát đi. Rồi. Hát bài Hồng Dũng. 2, 3. Tự tin lên. Anh chờ lâu quá rồi ha. Tự tin em, bình thường đi. Em thường hát bài gì? Ở nhà em thường hát bài gì? Đang suy nghĩ em. Gì quá không biết bài gì. Hát đại bài gì em hay thường xuyên hát đấy. Em thích hát đấy. Hát bài Bầu Ơi đi. Bầu Ơi không được. 2, 3. Thành vỗ tay cho. Đây là bắt nhịp nè. Bầu hai, ơi ba. Bầu ơi em đang buồn ai lắm phải không?
bà xa ngồi góc chó mơ phai má hồng. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Vòng quay đêm nay là con số gì đây, từng vòng quay mà ngỡ như đời xây tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù cho ai cười khinh, khán giả thương mình thì con sân khấu lung linh. Quá tuyệt vời, hay thật đấy con em, chất giọng ngọt. Còn bài nào nhạc trẻ cải lương gì không? Dạ em biết ca cải lương không? Biết hát cải lương. Nhạc trẻ đi, cho nhạc trẻ một bản nữa. Ừ, bài nhạc trẻ là gửi tới các bạn trẻ. Không, chất giọng bé hát là hay. Hay nhỉ? Ừ, được. Ngân nghe nga ngọt. Này nó lấy chồng được rồi. Hát rồi lấy chồng được rồi. Chưa lấy chồng thì phù lòng cô bác. Ừ. Nào, bài nhạc trẻ nữa nào. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói nghe ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mơ, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cất sau lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, dù bia chơ láng chứ tháng mười ngày có cuộc cưng nuôi. Quá, wow. Nói chung là em hay đấy, hay đấy, hay đấy. Em gái này thực sự là rất xinh gái. Có tố chất của một nghệ sĩ. Ừ. Rất xinh gái. Nói chung là rất xinh gái. Bây giờ thì nói chung là hôm nay thì em về đây nhờ anh em về Bình Dương để kết nối cho em. Yeah. Tìm một người bạn đời và một người bạn tri kỷ, đúng không? Dạ. Yeah. Và là hy vọng là cái người đàn ông đó thực sự là tốt và mong muốn là đến với em thật lòng, không phải đến với em bằng cái tình cảm đùa giỡn, đúng chưa? Vậy hy vọng là bây giờ này em tuổi đời em chưa nhiều, nhưng mà hy vọng là em cũng mong muốn là đến đây để gặp anh em MC Bình Dương. Yeah. Để ghi hình và giúp em. Mục đích chính là em không bị lầm đường lạc bước và không bị va bấp, và có thể là em không bị vấp ngã trong cuộc tình. Yeah. Nhá. Hy vọng là không có lần thứ hai. Nhá. Về đây là kết nối một lần một sẽ thành công. Yeah. Và hy vọng là cái cuộc mở màn này hôm nay là em về đây tìm người thân, đúng chưa? Phải không? Nhưng em muốn chia sẻ một cái câu chuyện rất xuất phát từ trong lòng. Và là đến đây mới chợt nghĩ ra là muốn lấy chồng. Ok chưa? Rồi các anh em sẽ ghi nhận nhé. Em à, bây giờ thì hôm nay em nhắc lại là em họ tên là gì? Dạ, Võ Thị Kiều. Võ Thị Kiều, dạ. Sinh năm mấy? Sinh 28/2/2000. Rồi, địa chỉ em hiện nay là thường trú ở đâu? Dạ, em thường trú ở tổ 1, ấp số B, Bình Mỹ, Củ Chi. Ừ. Bây giờ em mà muốn lấy một người chồng là như thế nào? Cao hay thấp? Ốm hay là ốm hay là như ai nhau? Hay là mập? Hay là tròn to? Dạ, tròn chút xíu cũng được. Tròn bằng ai nhông? Tròn cỡ anh. À, tròn cỡ anh Thành thì được, đúng không? Dạ. Có phải có thịt. Dạ. Anh thì hết thịt rồi, đúng chưa? Anh dạ, đi nhiều mà. Anh anh ra anh ra anh mà có chốt được nhiều thịt. Dạ. Rồi, ok. Anh đổ mặt về đây nè. Đó được rồi. Cái câu chuyện này thực sự là rất vui. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem, nhiều người cùng biết. Để hy vọng là em gái này trong thời gian tới và sớm nhất có thực sự là có một người yêu thương em gái thật lòng thì hãy đến đây gặp anh em Nguyễn Bình Dương. Các anh em cùng trao đổi và cùng gặp em để cùng thảo luận và cùng trò chuyện. Hy vọng là trong thời gian tới này, em chính thức được đến với một người đàn ông và người đàn ông đó yêu thương em thật lòng. Yeah. Em nhé. À, xin nhắc lại là cô gái này năm nay là 23 tuổi nhưng còn gym, đó là khẳng định nha. Cần thiết là đi bác sĩ luôn đó để kiểm tra luôn đó nhá. Ok nhá. Yeah. Rồi cố gắng giữ lại những cái gì quý giá nhất để sau này trao cho những người mà thực sự thương yêu cho em. Yeah. Nhá. Ok em, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Anh chúc em cùng với gia đình em luôn mạnh khỏe, hy vọng trong thời gian tới em được một người yêu thương em hết mực và thật lòng chân tình em nhé. Dù giàu hay nghèo nó không có quan trọng. Yeah. Nhưng quan trọng nhất là một cái tình yêu thực thụ mà đủ sức mạnh để đến với nhau em nhé. Rồi, kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây là một cái câu chuyện hôm nay anh em về Bình Dương. Hôm nay là một cái câu chuyện cuối tuần, nhưng đây là một câu chuyện là thực thụ là anh em về Bình Dương hôm nay mong muốn chia sẻ cái câu chuyện này. Đây là một câu chuyện là em gái này tuổi đời rất nhỏ nhưng mong muốn về đây nhờ anh em về Bình Dương
để tìm và đăng tải thông tin. Nếu thực sự ai đó phù hợp hoặc ai đó mong muốn bạn trai hoặc các anh trai nếu mà muốn đến với em gái này thì hãy liên hệ cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương qua số điện thoại 0913 78 58 58. Anh em tìm cách để kết nối cho hai bên để cùng trò chuyện với nhau, để cùng cho nhau một cơ hội đó. Xin thân ái chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo.